Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh đêm 23 ngày 24 tháng 1 năm 2024 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại, có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 1 đến 9 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 6 đến 14 độ, độ ẩm trung bình 83%. Còn tại khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 7 đến 16 độ, độ ẩm trung bình 83%.